Anh đi làm cũng mấy năm rồi cũng rất là bối rối, tại vì Rất là ít ai mà ra trường một cái mà tìm được ngay cái việc mà mình ưng ý. Em thấy cho cái câu chuyện của anh nó rất là giống với nhiều những câu chuyện mà em đã được nghe qua các khách mời trên podcast của em á, là cái sự nghiệp của mọi người thường là không có bằng phẳng, tức là rất là ít ai mà ra trường một cái mà tìm được ngay cái việc mà mình ưng ý, thì cũng đã phải có rất là nhiều những cái thử nghiệm để đến được cái vị trí như bây giờ. Chắc là nhờ anh chia sẻ lại một tí xíu những lúc mà anh chưa có tìm ra được cái định hướng sự nghiệp của mình, hoặc là chưa có tìm ra được cái chân ái của trong sự nghiệp của anh ấy, thì những cái lúc như vậy thì anh suy nghĩ như thế nào và cái cách mà anh vượt qua được những cái giai đoạn đó? Nó công nhận nó cũng khá là khó khăn. Anh nhớ thì tầm lúc giai đoạn đó anh ra, anh đi làm cũng mấy năm rồi cũng rất là bối rối, tại vì các bạn khác đồng môn với mình thì họ có cái career path rất là rõ ràng, còn mình thì lại đang đi loay hoay để xem thử là mình muốn làm gì và gấp kiểu bắt đầu lại từ đầu ấy. Và mình cũng chưa biết được rằng là cái hướng mình nghĩ là mình thích làm nó có thật sự phù hợp với mình hay không nữa, giống như là phải thử Dạ đúng. làm sao để thử cách là hay nhất và tiện nhất, thì anh nghĩ cũng phải bắt đầu một làm cái gì đấy. Anh nghĩ là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà khó nhất, là học xong rồi để có được kinh nghiệm, có được kinh nghiệm rồi bắt đầu đi làm. Thì nếu mà vượt qua được ở những cái bước đầu tiên trở ngại đó thì những bước sau nó giống như đi vào cái guồng á, tức là mình đã thấy được là à mình làm công việc này thấy cũng được, thật ra thì nó phù hợp với lại cái mà mình muốn làm. Nghĩa là không không nhất thiết là mình phải luôn yêu cầu nó là phải rất đặc biệt, nó phải là giống như kiểu tiếng sét ái tình nhìn phát là yêu ngay nhưng mà thường mình sẽ mình yêu nó dần dần, mình thấy à khi mà mình làm nó mình không thấy mệt, và khi mà mình học về nó thì mình cũng không thấy trở ngại gì nhiều, là mình cũng muốn tìm hiểu về nó, thì dần dần tự nhiên mình sẽ chuyển được cái hướng của mình mong muốn thôi. Thì anh chắc là khó khăn nhất là bước đầu tiên, phải dùng effort một xíu cho không hiểu sơ sơ xíu cái bỏ nản nó thì nó cũng rất là ổn.